Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Thưa quý vị, đây là chương trình y tế của Đài Little Saigon TV. Chương trình này chương trình trực tiếp phát hình mỗi thứ hai từ 7 giờ tới 8 giờ. Chương trình này có 4 phần, chính giữa mỗi phần mình phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Bữa nay tôi rất là vui có bác sĩ Derek. Kính chào bác sĩ Derek. Kính chào bác sĩ Nhân. Yeah. Kính chào quý vị. Yeah, bác sĩ Derek lên cái chương trình này rất là nhiều lần mà rất là nói rất là hay về nội khoa. Bác sĩ Derek Vạn là chuyên khoa về nội khoa internal medicine, phải không bác sĩ? Yeah. Derek. Yeah. Thành ra bữa nay nếu quý vị một lần nữa tôi nói là chương trình này chương trình trực tiếp. Nếu quý vị muốn đặt câu hỏi xin quý vị gọi vô 714-893-3264 một lần nữa. Nếu quý vị có câu hỏi về nội khoa, tất cả câu hỏi về y khoa, xin quý vị gọi vô 714-893-3264. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Dạ, thưa, kính chào hai bác sĩ. Dạ, chào. Dạ, tôi tên là Mai ở trên Lốt ạ. Dạ, chào cô Mai. Dạ, thưa bác sĩ, là cái cách đây mấy tháng tôi có hỏi bác sĩ về cái bệnh diverticulitis của tôi đó. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ tôi đã được bệnh viện nó mổ cho tôi hôm 18 tây tháng 3. Dạ. Dạ. Thì bây giờ cái tình trạng cũng như chắc không nói qua thì bác sĩ cũng biết là nó cắt cái phần ruột già mà nó có những cái túi thừa đó, nó bị viêm đó. Dạ, dạ, tôi biết. Thì bây giờ tôi được coi như là 5 tuần rồi tôi về. Mà có một cái điều mà tôi lo là nó bón hoài đó bác sĩ. Tôi bị bón hoài. Thì có đâu 2 lần tôi về nhà rồi tôi bón quá tôi phải đi emergency vô. Thì vô đó, ở trong đó nó chụp thì nó nói CT scan cái bụng, cái phổi, cái gì cũng tốt. Nhưng mà nó nói trong cái ruột của tôi cái phân nó nhiều quá. Vâng. Cái rồi ở trong đó mới cho tôi uống thuốc sổ thì uống cái lactizol. Dạ. Yeah. Thì tôi đi cầu nó hết. Rồi sau đó cũng ăn uống nhẹ thôi rồi nó cũng bón lại. Mà mỗi lần bón thì tôi rất là mệt. Thì bây giờ tôi đã vô emergency 2 lần thì cũng có tình trạng bón như vậy. Cái vết thương thì nó ok. Cô mổ bao lâu rồi? Dạ thưa mổ ở trên Enhamra. Nó bao lâu rồi? Mấy ngày, mấy tuần rồi? 18 tháng 3 tới nay là hơn 5 tuần. Tại cái mổ á, thường thường bác sĩ vô mổ cắt rồi đụng đậy cái đường ruột á. Nhiều khi đường ruột nó cần thời gian để nó heal, để nó lành. Rồi nó mới làm việc bình thường trở lại. Mô cô mới mổ thì cái đường ruột nó chưa, tại vì mổ là cũng là rất là cái very traumatic, rất là nặng chứ không có phải là nhẹ, bởi vì cái đường ruột nó mới cần thời gian để nó heal, để nó lành, nó mới làm việc được đến bình thường. Nếu mà cô đỡ, bởi mô cô mới vẫn đang bị bón á, nếu mà bác sĩ cho cái mấy cái lactulose xài được thì có thể xin bác sĩ gia đình xin thêm mấy cái lactulose để uống thêm để cho nó giúp đi cầu cho khi nào để đường ruột nó làm việc trở lại rồi thì dạ nên... tôi xin tiếp lời bác sĩ là uống cái lactulose đó 2 ngày mà tôi uống cho tôi uống một liều ở trong bệnh viện, tôi đi 2 ngày 20 mấy lần tôi rất là mệt, rồi sau đó ổng cho tôi xuống cái Miralax. Dạ, cho uống Miralax. Khi tôi xuất viện bây giờ ổng cho tôi là Miralax tôi uống. Ông nói là every 2 days, có nghĩa là một ngày uống một ngày nghỉ Miralax, phải không bác sĩ? Ông nói là every 2 days. Cái này là bác sĩ gia đình hả cô? Bác sĩ gia đình hay là bác sĩ mổ? Cái đó là ông bác sĩ mổ đó, ông bác sĩ mổ đó. Tôi uống cái Miralax đó, thì ví dụ như bữa nay tôi uống, thì ngày mai tôi đi. Đó, rồi ngày mai tôi đi rồi cái ngày một ngày tôi nghỉ là bữa sau tôi uống thì cứ hãy tôi uống bữa nay thì ngày bữa sau đi, nhưng mà cái đi đó nó không bình thường, tất nhiên là nó nhiều khi nó làm cho mình khó chịu, mình phải ngồi nước ấm thì mình mới đi được. Thì ổng cho tôi uống kèm thêm cái Metamucil, tất nhiên là cái bột fiber. Nhưng mà có một điều tôi lo là tôi chỉ sợ là nếu mà tôi uống thuốc sổ Miralax hay lactulose nhiều mà nó như vậy rồi sau này nó có thể nó quen rồi cái ruột tôi nó không làm gì tốt. Không, mấy cái đó là giống như
mấy cái Dorcalax thì có thể, mấy cái stimulant, mấy cái mà nó làm cái đường ruột mình bóp á, thì nó có thể quen đi. Còn mấy cái này là cái osmotic, có nghĩa là nó hút nước vô cái đường ruột, cái này nó không có làm quen. Nhưng mà cô mệt đó là tại vì cô đi cầu nhiều, cô mất nhiều nước. Với lại cô cần uống nhiều nước vô để bù vô cái nước mà cô mất khi nào cô đi cầu. Bởi vì cô, thường thường cô mệt có thể là tại cô bị dehydration á, đi cầu nhiều quá bị dehydrated, thiếu nước thì cô cần uống nhiều nước. Nếu cô muốn thì cô pha nước giống như muối, chút xíu muối, chút xíu đường. Nếu mà để nó tương tự như giống như mấy cái electrolytes mà mất khi nào cô đi cầu á. Cái thứ hai nữa là cô đang ăn fiber, cô đang uống cái Metamucil là cái fiber để cho nó dễ đi cầu. Nếu mà mình uống Metamucil không mà không có uống nhiều nước á thì cái fiber nó sẽ dính cục ở trong đường ruột mình, nó cũng không có move, nó cũng không có đẩy ra. Thì bởi vậy cô mới cần uống nhiều nước vô. Vậy là uống cái Metamucil phải uống nhiều nước vô. Dạ, như là uống cái Miralax cũng vậy, phải uống nhiều nước vô tại vì nó hút hết cái nước vô đường ruột mình thì mình phải rồi mình đi cầu ra, mình mất cái chất nước đó, mình phải bù lại. Cô mệt là cô thấy khó chịu mệt là khi nào bị đi cầu là tại bị dehydration, đi thiếu nước á. Dạ thưa bác sĩ, uống mấy cái đó thì tôi đi nó không có phải là chảy ra, nó đi chặt tốt. Dạ, không nhưng mà tiếp lời bác sĩ Derek, tôi nghĩ hai cái lời mà bác sĩ Derek nói rất là hay đó. Là số nhất cô vừa mới mổ xong đó, thành ra mỗi lần mình mổ đó, mình phải biết đó là cái chừng 6 tháng tới 1 năm nó mới lành được. Tại nó cắt một cái phần ruột ra, thành ra nó sẽ không có tốt đẹp ngay lúc đầu như cô tưởng đâu. Nhưng mà tôi đồng ý bác sĩ bác sĩ Derek đó là phải uống nhiều nước thêm, là tại mấy cái thuốc giống như là Miralax đó, nó rút nước đặng mình vô cái đường ruột đó thì mình phải uống thêm nước, không thôi nó sẽ bị bón. Tôi đồng ý là hai cái. Tiếp tục uống cái đó, uống thêm nhiều nước. Với lại cô ăn bây giờ bác sĩ gia đình có nói là xin lỗi bác sĩ mà mổ có nói là cho cô ăn bình thường hay là ăn phải ăn thêm rau cải nữa đặng nó giúp mình. Dạ, ông khuyên là ăn rau nhiều hơn ăn thịt, ăn những cái fiber nhiều hơn. Ok, hy vọng trả lời cho cô rồi ha. Dạ, thưa, cảm ơn hai bác sĩ. Cảm ơn cô. Dạ. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Xin chào hai bác sĩ ạ. Tôi muốn hỏi cho bà xã tôi về cái bệnh cao máu mà. Bà xã tôi năm nay 71 tuổi. Thế thì trước đây á, thì bác sĩ gia đình có cho uống buổi sáng loại thuốc là Atenolol 25mg và buổi chiều thì uống Novac 5mg. Thì thời gian qua thì tương đối cái huyết áp cao máu tương đối ổn định. Nhưng mà do cách đây hơn một tháng á, mà xã tôi đi thử máu thì phát hiện ra là cái potassium có hơi cao, kết quả là 5.8. Cho nên bác sĩ gia đình có cho uống thuốc loại tiểu, tên thuốc là Clodizit. Bao nhiêu? Là 12.5mg. Ok. Nhưng mà sau khi uống gần một tháng thì cái huyết áp nó không ổn định, nó bị tụt xuống. Thế hiện nay huyết áp hàng ngày do mấy ngày vừa qua thì là dưới 100 cả. Có lúc là 95/55, 98/61, 102/50. Mà bác gái 99/57. Cho xin hỏi bác gái có bị chóng mặt hay là choáng váng muốn té hay gì không ạ? Có, mấy ngày hôm nay là có hiện tượng choáng váng và mệt. Cái này nên nói chuyện với bác sĩ gia đình. Một là có nên ngừng cái hydrochlorothiazide đi, nên trở lại bác sĩ gia đình để nói chuyện với bác sĩ gia đình. Tại cái này nó bị là cái này áp huyết nó xuống thấp quá, nó kêu bằng hypotension á, thì uống nhiều thuốc cao máu quá, đi tiểu nhiều quá, mất nước á thì nó xuống áp huyết nó thua xuống á. Bây giờ tạm thời ngưng cái hydrochlorothiazide rồi trở lại bác sĩ gia đình nói chuyện với bác sĩ gia đình. Thế ngoài ra thì muốn hỏi thêm hai bác sĩ giải thích là
potassium kết quả là 5.8 thì có không có cao lắm đâu. Nó không có cao lắm. Nếu mà mình đừng có ăn nhiều rau dưa hấu rồi uống nhiều nước cam quá, mấy cái chất chuối, mà có nhiều chuối, mấy cái chất nhiều potassium thì có thể nó tự nó xuống, không có cần đi tiểu ra cái chất potassium. Với là thật ra hai cái thuốc mà bác gái uống đó, atenolol với lại amlodipine, nó không có tạo ra cái làm cái potassium lên cao. Thường thường mấy cái thuốc như losartan hay benacor nó mới làm cái potassium lên cao. Nhưng mà tại ngay bây giờ mình phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở đã thương mại, mấy cơ sở thương mại. Dạ, chú chờ anh tí nha. Dạ, chú chờ anh tí, ngay bây giờ mình phải go off air. Đang mình dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này.